Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn Chúng ta cùng tiếp tục bài học với những kiến thức ngữ pháp quan trọng. Unit 8 Sports and Games A Closer Look To Phần ngữ pháp đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là thì quá khứ đơn. The past simple. Từ chính tên gọi của thì này, các con có đoán được thì này được sử dụng khi nào không? Con trả lời đã có ý đúng rồi đấy. Thì quá khứ đơn được sử dụng để diễn tả các sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Cô có hai ví dụ. I played badminton with my older brother yesterday. I watched a football match on TV last night. Hai sự việc này đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, bởi vậy chúng ta đã sử dụng thì quá khứ đơn trong hai câu này. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu cấu trúc thì quá khứ đơn trong câu sử dụng động từ thường con quan sát hai ví dụ này và cho cô biết các động từ trong câu có gì đặc biệt rất chính xác chúng đều kết thúc bằng đuôi ed cô gọi đó là dạng quá khứ đơn của động từ vậy cấu trúc câu khẳng định của chúng ta là chủ ngữ cộng với động từ ở dạng quá khứ đơn Đối với phần lớn các động từ, chúng ta thêm đuôi ED giống như trong hai câu này. Và câu gọi đó là các động từ có quy tắc. Bên cạnh các động từ có quy tắc, chúng ta còn có các động từ bất quy tắc. Ví dụ, động từ do có dạng quá khứ là did. Động từ go có dạng quá khứ là went. Động từ take có dạng quá khứ là took, vân vân. Con thấy là dạng quá khứ của các động từ này không theo bất cứ một quy tắc nào. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể ghi nhớ các động từ này mà thôi. Cô sẽ để link danh sách các động từ bất quy tắc phổ biến ở dưới phần mô tả. Các con hãy tìm và ghi nhớ nhé. Có rất nhiều động từ bất quy tắc mà chúng ta đã được làm quen ở các lớp dưới. Các con hãy thử xem mình có nhớ không nhé. Các con làm rất tốt. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu dạng phủ định của câu ở thì quá khứ đơn. Trong câu có động từ thường, chúng ta mượn trợ động từ did rồi thêm not, ta được dạng viết tắt là didn't. Cộng với động từ ở dạng nguyên thể. Con cùng quan sát hai ví dụ sau. I didn't go to school yesterday. We didn't visit Ha Long Bay last summer. Và cuối cùng, trong câu hỏi, chúng ta có did cộng với chủ ngữ cộng với động từ ở dạng nguyên thể. Did you go shopping last Sunday? Did you watch a football match last night? Chúng mình cùng làm một bài tập để củng cố các cấu trúc vừa rồi nhé. Các con đã nắm bài rất chắc. Vừa rồi là các cấu trúc đối với động từ thường. Vậy đối với động từ to be, chúng ta có các cấu trúc sau. Trong câu khẳng định, chúng ta có chủ ngữ cộng was hoặc were. Trong đó, was được dùng với các chủ ngữ I, he, she, it và were được dùng với các ngôi you, we, they. Trong câu phủ định, chúng ta chỉ cần thêm not phía sau was và were và chúng ta được dạng viết tắt là wasn't và weren't. Trong câu hỏi, chúng ta đảo was và were lên đầu sau đó đến chủ ngữ và phần còn lại trong câu. Cô biết là có rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa các từ did, was và were, đặc biệt là trong câu phủ định và trong các câu hỏi. Vậy chúng ta cùng làm một bài tập để phân biệt các từ này nhé. Cô có 3 câu sau. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành câu sử dụng did, was hoặc là were. Để giải quyết bài tập này, cô có, có một mẹo như sau. Đó là con hãy tìm động từ chính trong câu. Ví dụ trong câu đầu tiên, con có tìm được động từ nào không? À, trong câu này không có một động từ nào cả. Vậy chúng ta sử dụng to be. Và vì chủ ngữ là ai nên to be được chia là was. Trong câu thứ hai con có tìm được động từ nào không? À, ở đây chúng ta có động từ go. Vậy nếu thấy có một động từ thường ở dạng nguyên thể trong câu thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ did. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Câu này có hai mệnh đề, vậy chúng ta sẽ tách hai mệnh đề này ra để làm riêng. Ở mệnh đề thứ nhất, chúng ta thấy có một động từ thường ở dạng nguyên thể, climb ở đây. Vậy suy ra chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ did. Ở mệnh đề thứ hai, chúng ta không thấy có một động từ nào cả. Vậy ở đây chúng ta sử dụng to be. Và vì chủ ngữ là you nên to be của chúng ta là were. Tuy nhiên, cách làm này chỉ là mẹo và đúng với nhiều trường hợp chứ không phải tất cả, vậy nên con hãy thật cẩn thận khi làm bài tập nhé. Con hãy thử sức với các câu tiếp theo. Các con làm rất tốt. Cuối cùng, để nhận biết khi nào cần sử dụng thì quá khứ đơn, chúng ta cần ghi nhớ các dấu hiệu quan trọng như yesterday, ngày hôm qua. In cộng với mốc thời gian trong quá khứ. Ví dụ, in the past, trong quá khứ hay là in 2002, vào năm 2002, đây là một thời điểm trong quá khứ chúng ta cũng có last cộng với mốc thời gian ví dụ last week tuần trước last sunday chủ nhật trước và cuối cùng chúng ta có khoảng thời gian cộng với ago ví dụ an hour ago một giờ trước two days ago hai ngày trước Cần cùng củng cố các dấu hiệu này qua câu hỏi ngắn sau nhé. Rất tốt. Tóm lại về thì quá khứ đơn, chúng ta cũng cần ghi nhớ cách dùng, cấu trúc và các dấu hiệu như sau. Các con hãy ghi nhớ những kiến thức quan trọng này nhé. trong bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu mệnh lệnh imperatives. Đối với loại câu này, chúng ta sẽ tìm hiểu trên hai phương diện đó là cách dùng và cấu trúc. Từ tên gọi của loại câu này, con có đoán được câu mệnh lệnh được sử dụng để làm gì không? Rất chính xác, câu mệnh lệnh được sử dụng để đưa ra các mệnh lệnh yêu cầu ai đó làm gì? Cấu trúc của câu mệnh lệnh rất đơn giản. Các con hãy quan sát hai ví dụ sau và rút ra cấu trúc của câu mệnh lệnh nhé. Listen to me. Don't make noise. Rất chính xác. Đối với câu khẳng định, chúng ta sử dụng động từ nguyên thể. Ở đây là động từ listen. Đối với câu phủ định, Chúng ta sử dụng don't cộng với động từ nguyên thể như trong ví dụ này. Con thấy là các câu mệnh lệnh đều không có chủ ngữ. Tuy nhiên chúng ta ngầm hiểu chủ ngữ ở đây là you là đối tượng tiếp nhận các yêu cầu mệnh lệnh. Trong các câu mệnh lệnh, chúng ta cũng có thể sử dụng please ở đầu câu hoặc cuối câu chúng mình cùng làm một bài tập để nắm chắc hơn kiến thức này nhé các con làm rất tốt bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn